Xuân Khuê – Mộng Lý Nhân là một bộ phim cổ trang Trung Quốc được truyền thể từ tiểu thuyết cùng tên của Bạch Lộ Thành Song. Bành Tiểu Nhiễm và Đình Vũ Hề chính thức là hai cái tên được xác nhận là vai nam nữ chính của tựa phim này. Nhờ vào ngoại hình của cả hai cũng như những thành công mà hai người tạo nên trước đây, cặp đôi đã khiến khán giả rất mong chờ cho lần hợp tác lần này của họ. Nội dung Xuân Khuê Mộng Lý Nhân Lấy đề tài cưới trước yêu sau, phim có nội dung xoay quanh cô nàng quý mạn, nhiếp tăng du do bành tiểu nhiễm đóng là một cô gái có tài kinh doanh bẩm sinh. Trong một lần xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, cô vô tình mất hết trí nhớ mà còn phải thay chị gái vào làm dâu hầu ra, trở thành thê tử của Ninh Ngọc Hiên do đình Vũ Hẻ đóng. Anh chàng Ninh Ngọc Hiên vốn có tính cách lạnh lùng, ấy vậy lại bị rung động bởi tính cách và tài trí của cô gái quý mạn. Tiểu Mạn, dựa vào sự nhanh nhạy trong kinh doanh, cô đã giúp Hầu Gia giải quyết nhiều vấn đề, cuối cùng cũng giành được sự quan tâm sung ái của Hầu Gia. Diễn viên chính của Xuân Khuê Mộng Lý Nhân, Bành Tiểu Nhiễm vai Quý Mạn Nhiếp Tăng Du. Nữ diễn viên chính được chọn mặt gửi vàng ở bộ phim này là Bành Tiểu Nhiễm, cô ở trong vai Quý Mạn, một cô gái lớn lên ở phiên phương. Từ nhỏ mong muốn trở thành một nữ thương nhân và cô đã trở thành vợ của Ninh Ngọc Hiên một cách tình cờ. Ninh Ngọc Hiên có tận ba vị phu nhân, vì vậy mà cuộc sống của quý mạn chịu nhiều sự ghẻ lạnh của gia nhân tại Hầu Phủ và người nhà của phu quân cô. Đặc biệt là từ sau khi Ninh Ngọc Hiên cưới Thanh Mai Trúc Mã, ô Uyển, do gia nại đóng về làm chính phi. Trong quá trình chung sống với quý mạn, Ngọc Hiên đã nhận ra tính cách của nàng khác hẳn khi xưa nhưng lại không mảy may nghi ngờ gì về thân phận của nàng. Đinh Vũ Hè vai Ninh Ngọc Hiên Đồng hành cùng nữ diễn viên bành tiểu nhiễm là Đinh Vũ Hề. Trong Xuân Khuê Mộng Lý Nhân, anh vào vai Ninh Ngọc Hiên có thân phận là Mạch Ngọc Hầu. Một vị trọng thần văn võ song toàn từng lập được nhiều công lớn cho triều đình, vì thế anh nhiều lần bị quan lại ganh ghét và hãm hại. Đối với Quý Mạn, Ninh Ngọc Hiên cảm nhận được tính cách khác biệt, trí tuệ thông minh của nàng. Nhiều lần giúp gia đình anh vượt qua khó khăn, cộng với việc tiếp xúc lâu ngày, anh dần có tình cảm và say mê quân hàng. Trong nguyên tắc về sau, hai người sẽ bỏ hết tất cả tiền bạc, sự giàu sang, cùng nhau phiêu bạt giang hồ và sống một cuộc sống bình dị. Liệu với tác phẩm này, diễn biến câu chuyện tình yêu của họ có giống với nguyên tắc hay không? Dàn diễn viên phụ, gia nại vai ô uyển, hà sửng hy vai quỷ bạch, dịch đại thiên vai viền lãng, la thu vận vai thủy nương tử, mã khải vai lăng kiếm tinh, Phương Tử Duệ vào vai Đào Tư Duy, A Lệ Á vai Thiên Linh Tuyết, Phó Gia vai Thái Dịch Nhàn, Đồng Nhan vai Nhất Thanh Vân. Sau sự thành công ngoài mong đợi của bộ phim Đông Cung cũng như Trần Thiên Thiên trong Lời Đồn, tiên tuổi của hai diễn viên chính là Bành Tiểu Nhiễm và Đinh Vũ Hề vụt sáng và có vị trí nhất định trong làng giải trí hòa ngữ. Sau thành công đó, cả hai vẫn chưa có một sự bứt phá khác. Họ như bị trứng lại trên đường đua và bị thụt lùi so với các diễn viên cùng lứa. Họ cũng không có bất cứ một bộ phim nào thuộc thể loại cổ trang sau Đông Cung và Trần Thiên Thiên trong lời đồn được phát sóng. Vì vậy, sự trở lại hợp tác lần này của cặp đôi, khán giả mong chờ họ sẽ tạo được một sự bùng nổ mới. Với lối diễn xuất chuyên nghiệp cũng như ngoại hình tương xứng của Bành Tiểu Nhiễm và Đinh Vũ Hề càng khiến khán giả chờ đợi ngày mà bộ phim phát sóng. Được biết, Xuân Khuê Mộng Lý Nhân đã có giấy phép phát sóng vào ngày 21 tháng 11 năm 2022. Bộ phim sẽ được công chiếu trên nền tảng WeTV vào đầu năm nay. Chúng mình hãy cùng chờ đón bộ phim lên sóng nhé! Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Hóng Phim để không bỏ lỡ những tin tức về phim ảnh hoa ngữ mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!